xin kính chào các bạn. Thể theo lời của anh em thì anh em có hỏi là cái phiên bản Ducati Mini tới đâu rồi. Thì ngày hôm nay sau khi gá thùng xăng, bô và làm phuộc bánh xe xong, giờ mình còn làm cái dẹp trước với hai cái khớp nữa là mình câu điện tiến hành sơn làm mới cái xe này. Ngày hôm nay mình quay một cái clip để cho các bạn coi sau khi gắn bô thì cái tiếng nổ nó như thế nào và cái độ êm động cơ này có như mình nói hay không. Tại vì lần trước nổ là không có bô, các bạn thắc mắc sợ là cái máy này kêu đúng không, với lại vấn đề bơm nhớt, thì ngày hôm nay mình làm một cái video clip ngắn thôi. Hiện tại mình đã làm hai cái co bô và cái co bô này mình mở lớn, lý do là bích tông này 53 ly, gác chân thì MFX, cặp bô thì mình xài cái cặp lon bô Akanovic 2 nòng, độ cho MFX đó. Rồi co bô thì mình làm gia công thủ công, phục trước thì xài chản 3 bàn thờ Nova ghi đông clip on. Mình làm theo dáng cà phê Razer Mini ha. Xe này thì anh em nhìn tỷ lệ cái máy là anh em biết là xe này nó cũng nhỏ lắm, có cái cặp máy thì nó ngầu thôi, cặp máy thì nó bự thôi. Rồi mình cũng sửa lại cái sườn xíu cho nó lòi luôn cái máy trên ra cho nó đẹp đó. Thì đây là bên phải của cái xe, bên ống bô. Giờ mình sẽ qua bên trái của cái bô. Đây, ghi đồng clip on ha. Rồi, bục máy đó. Thì đây là bên trái của cái xe. Rồi, vẫn y như vậy thôi. Cặp bánh Charlie ha. Mình treo đỡ hai bình xăng do thùng xăng mình chưa có vô khóa xăng. Rồi, giờ sẽ tiến hành khởi động nổ máy lại để cho các bạn nghe tiếng máy cũng như là kiểm tra cái bơm nhớt. Còn mình còn hai cái cốp nữa ha, với là cái dè trước nữa là gắn cái đèn lên nữa là mình sẽ sơn xi. Thì xe này mình sẽ làm theo phiên bản mình Ducati. Sẽ khởi động nổ máy xe này. Có nhiều bạn hỏi mình là bây giờ tắt một máy hay nhớt dần dữ quá. Tắt một máy có nghĩa là mình cho một máy nghỉ. Thì ở đây nè, mình có hai cục mô bin sườn, hai cục IC điều khiển ha. Mỗi cái dây phin buri là do một cái mô bin sườn. Mô bin sườn mình đang sử dụng là của CBT 125. Bây giờ mình tháo một cái dây mát bên cục mô bin sườn này ra, có nghĩa là mất đánh lửa ha. Mình có thể tháo luôn dây lửa cũng được đó. Có nghĩa là máy trên là không có đánh lửa ha. Bây giờ mình sẽ nổ thử coi máy dưới coi chạy không ha. Có hơi nặng, hơi khó nổ hơn phải không đó. Đây là tiếng một máy nè. Rồi không nổ quá lâu nó dễ lúp bê lắm, tại vì một máy nó gánh một máy. Tháo máy dưới, bỏ máy dưới ha, chỉ chạy bằng máy trên. Rồi thử coi. Lý do là máy trên á, hoạt động máy trên nó nổ trước rồi tới máy dưới, cho nên nếu mình tháo cái máy dưới ra thì nó sẽ dễ nổ hơn. Đó, thì mình đang nổ bằng cái máy phụ á, cho các bạn chứng minh là cái chuyện là cái máy phụ nó dễ nổ hơn cái máy chính luôn á. Tại vì cái chu kỳ hoạt động là nó sẽ tới trước á, cho nên nó dễ nổ hơn. Rồi, hai máy. Rồi cắm dây phin lại rồi, giờ mình nổ hai máy nè. Thank you.
Ducati Mini đã lắp đinh 90%, thì còn gắn cái đèn với làm cái bát, bỏ hai cái cớp vô nữa với cái dè trước nữa, thì mình sẽ mở ra làm mới toàn bộ luôn, mới tinh giống như một chiếc xe mới luôn. Và mình sẽ cất để đó, thì hy vọng là tới 30 tháng 4 thì mình sẽ có dịp lấy cái xe này ra. Mình đang dự kiến là 30 tháng 4 sẽ tham dự cái lễ hội, một cái lễ hội ở Thanh Hóa của 67, thì không biết là thời gian lúc đó có đăng ký kịp hay không. Mình sẽ đưa cái xe này ra Thanh Hóa tham gia với mấy anh em ngoài đó, thì hy vọng là anh em sẽ luôn đồng hành ủng hộ Motorcycle TV. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục like cũng như subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ kênh của mình bằng việc xem quảng cáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn lại ở video clip lần sau.